Bản tin lúc 6 giờ sáng 6 tháng 6 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm một ca mắc mới COVID-19 là du học sinh trở về từ Anh, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 329 bệnh nhân COVID-19. Cụ thể, bệnh nhân 329, bệnh nhân nam, 22 tuổi, du học sinh tại Anh, có địa chỉ tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ngày 4 tháng 6, bệnh nhân bay từ Anh về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN50, được cách ly tập trung tại trường Thiếu sinh quân khu C, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 5 tháng 6 và kết quả xét nghiệm cùng ngày của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh là dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. Tại cuộc họp báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 mới đây, Ban Chỉ đạo tiếp tục cho rằng tình hình dịch bệnh bên ngoài vẫn diễn biến phức tạp, nên chúng ta vẫn phải tiếp tục quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, thực hiện tốt công tác cách ly, kịp thời phát hiện ca mắc mới để khoanh vùng và điều trị hiệu quả. Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 9.088, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 72, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 7.150, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 1.866. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở nước ta đến thời điểm này là 307 trên tổng số 329 bệnh nhân. Hiện còn 22 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước. Tính đến sáng 6 tháng 6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 10 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 3 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2. Cả nước chỉ còn 9 bệnh nhân đang dương tính với COVID-19. Về diễn biến sức khỏe của bệnh nhân 91, nam phi công người Anh đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, Tiểu ban điều trị cho biết bệnh nhân tiên lượng còn nặng dù đã ngưng được ECMO, tuy nhiên bệnh nhân còn cần nhiều tuần để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động. Trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, sức cơ tứ chi vẫn ở mức hoạt động chi trên 3/5 và chi dưới 2/5. Tình trạng viêm phổi do vi khuẩn đã khả quan hơn, đờm đã chuyển từ dạng mủ sang dạng loãng trong và đặc biệt phổi đã hồi phục được gần 60%.